ngủ à, ai làm cứ ngủ khỏi cắn à. Nó xây một hồi là nó tụt ra khỏi cái đó luôn. Dạ. Bé này nhìn nó lanh nè. Bé này là Úc mà lanh. Tiếng sông nước vui vẻ chào tất cả cô chú anh em nè. Thì bữa nay là 49 ngày của chị Yến. Đó, thì chị Yến sanh ba đó cô chú anh em. Đó, thì bữa nay tới 49 ngày nè. Thì hôm lên đây Tiến quay chia sẻ cho cô chú và các anh chị em. Trước nhất là quay cái 49 ngày của chị và quay ba đứa con của chị cho cô chú anh chị em xem. Rất là dễ thương nè. Mình anh là ông sùm nè. Phương anh ấy chứ. Phương anh bú rồi, thay đổi mình anh nắm rồi đi chơi đó. Dạ, dễ thương quá ha. Ổng lên chơi đó. Dạ, quá thì cừ rồi. Ô, này bà, biết ra bồng rồi kìa. Thay rồi bồng đi chơi rồi đó. Ôi. Tăng ngồi vậy như là bố, nhưng chồng con. Không có còn mà như hồi xưa bồng có chứ đâu. Bây giờ bắt ẩm nè. Dạ, thấy ghiền rồi. Ẩm chơi rồi. Dạ, thấy ghiền rồi. Dạ, con đòi ẩm hả? Mới vừa đề xuống nè. Ghiền rồi. Chứ không có đói nữa. Nghe giọt kìa. Ừ. Con tưởng nó đói. Khóc e be be be. Đòi ẩm. Nó đòi ẩm. Be 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 be. Vậy đây nhớ lanh nè. Đứa này lanh nè. Đứa này đứa giữa nè. Còn hai bé giờ đó. Chơi hai ghế. Ghế không hả? Ghế không hả? Dạ. Ờ, xanh ba luôn. Bắt quạt lên nè. Các con, các chú, ông bà ơi, hôm nay 49 ngày của mẹ con nè. Hôm nay 49 ngày của ba bé nè, cô chú anh chị em. 49 ngày mẹ nó chứ ba bé gì. Đó, nghe mẹ của ba bé. Của mẹ, của mẹ. Mẹ của ba bé, ông ơi. Mẹ của ba bé nè. Đây con điều chuyện lắm nè. Con bắt ẩm bầu như vậy nè. Con bé này còn ngủ nè. Rất dầm, rất là dễ thương nè. Nhớ đứa nào tên gì không? Nhớ chứ. Bé kia là bé giữa kìa. Bé giữa là Phương Anh nè. Nhớ nào lớn? Này Minh Anh này, bé này Úc nè. Lớn Úc ngoài bìa này nè. Ừ. Đây lớn ha. Bảo Anh, Phương Anh, Minh Anh. Bảo Anh, đây Phương là, Anh. Đây là chị giữa nè. Cô lớn này ngủ mê say. Chị Úc nè. Chị Úc nè. Chị Úc nè. Chị Úc ha. Vô bọc bé đi. Đồng nữa không? Đồng nữa không? Thương em không? Hả? Thương lắm á. Thả nó xuống là nó dậy lên. Rồi con nhớ mà mấy em tên gì không? Hả? Trời ơi, ngoài rồi. Đâu bé, em này tên gì? Phương Anh hả? Em này Bảo Anh ha. Rồi bé Út tên gì? Minh Anh. Hôm nay là đến mất ẩm hoài luôn á. Thăm mấy bé rồi sẵn đi đám 49 ngày của mẹ ba bé nè. Để con nhập không? Thương quá. Nó bồng rồi đó. Kêu chị nó bồng. Ừ, kêu chị nó bồng nha. Nó bồng rồi đó, thả xuống không chịu đó. Ừ. Quen rồi. Chị đã đi mua đồ rồi. Ừ, ai nó bồng là bị bồng hả? Bé này thích nè. Hả? Ừ, kêu mỏ kìa. Cưng quá nha. Thấy tội nghiệp ha. Mẹ mất giờ, giờ mình thấy thương, dễ thương. Ba bé sinh ba. Giật mình phải không? Giật mình. Ừ. Giật mình. Bé này bị giật mình. Giật mình nè. Bé này cầu bồng hả? Bé này bé Út nha. Ngủ đi. Cưng ghê. Minh Anh. Ôi ơi, Minh Anh ơi. Minh Anh ơi. Minh Anh ơi. Bữa nay là 49 ngày của mẹ. 49 ngày của mẹ các con đây mẹ nè. Con đó. Chưa được thấy mẹ. Lớn rồi nó cũng đâu biết đâu. Ừ. Ôi bồng rồi. Bồng lên là nó nín nè. Bồng rồi. Này là chị hai nè. Ba bé thì gan nhau, không phân biệt người ngoài là không có phân biệt được đâu. Dễ gì? Không phân biệt được. Ở nhà cũng quen. Người nhà nhìn hoài nó quen. Còn lâu lâu mình nhìn lần không biết. Con ẩm em được không? Thả xuống rồi khóc vậy trời, ẩm đến khe luôn.
cưng nha, ba bé. Đây là bé chị hai nè, đây là chị ba nè. Bà chị hai, chị hai này. Chị hai này hả? Ừ. Đây chị ba nè, rồi cái kia là chị Út. Cái chị lớn nha. Ừ. Chị một buồn á. Chị Út. Vì hả? Đi qua bển mà nằm lại, gác tay lên chán. Có mũi rồi tôi. Cái này có mũi hả? Có mũi quay nè. Có mũi hả? Yeah, đây là mở cửa. Đây là chị Út nha. Chị Tư. Bé này thứ mấy? Thức từ giờ luôn rồi. Út nha. Ôi ngáp dữ à. Ngáp quá ngáp mày. Người ngoài làm dễ nhìn nhận ra. Bú no rồi, ngủ chị rồi đó. Cô nàng này chuẩn bị thức rồi nè. À, đây là chị hai. Lanh hơn. Lanh bông không? Bông không đó. Bé này tên gì? Bé này là Út Minh Anh. Minh Anh ha. Bé này ngủ rồi. Còn bé thứ hai. Bé thứ hai là Minh Anh. Rồi đó. Trời ơi, mặt chị Út kìa, à chị giữa kìa. Chị giữa không bao giờ đi nhà thương đó. Nằm nhà thương hết một tuần đó. Mặt thứ nhất ha, má phím phím. Nó gần 2 tháng rồi, tháng 5 ha. Ừ, ngủ đi hả con? Ngủ đi nha. Mặt tươi ha. Bé Út kìa, bé Út là gì đấy ha. Bé Phương Anh, bé giữa chút thôi. Ba bé này cũng cực lắm à. Ủa sao có ba nôi hả? Đây hai đứa hả? Đây hai đứa kia đứa. Cái nôi này bỏ là hai bé nè. Còn cái nôi này là bỏ một bé ở đây. Cái nôi này bự hơn. Này bằng điện nha, ghim lên về tự đưa tự lắc luôn à. Thì Mạnh Quân hỗ trợ này, làm lâu phong luôn nè, đóng lâu phong, sơn tường, gắn máy lạnh cho mấy bé luôn, mua tủ đồ áo mấy bé nè. Cũng nhờ các cô chú anh chị em Mạnh Quân chung tay lại hợp sức giúp đỡ cho ba bé. Mở mắt ra giờ nó liên nè. Chị hai này mê ngủ quá. Chị hai này ngủ quá ngủ rồi. Ai làm cứ ngủ thọ thẳng cẳng à. Vậy ngủ ha. Chứ gặp người ta gì là khó ngủ. Thấy cưng không? Nói thì hồi mẹ của bé mất thì Tiến có lại quay giúp đỡ này. Nhưng mà khi bé về thì Tiến không có lại. Thì hôm nay là Tiến mới lại nè, Tiến quay chia sẻ 49 ngày của ba cô ba bé nè, mẹ của ba bé. Cảm thấy cưng. Còn chị Út thì đồ ẩm đi ra ngoài à. Người ẩm. Người chạy người ẩm đó. Thành ra là một chiếc là phải ba người. Bữa đi tiêm vaccine kìa, đi bữa nào đi chích ngừa kìa. Trời ơi, kiếm người đi chở. Ba đứa. Ngày mình sinh mà đỡ ba cái nó cũng gần. Đấy, yeah. Cái mình chở đi từ từ được. Dạ. Ô, giờ ạ. Rồi đi ở dời. Hai tháng rồi đau lớn dữ ha. Cái này con nít này chị chịu khó, ai kêu khó chở. Chở hoài chứ nó nằm nó cũng tự xây được, nó tự xây. Nó lật được chưa? Chưa có dễ gì. Chưa nha. Như là nó nằm nó tự nó xây tới xây lui rồi. Yeah. Nó nằm trên gối hồi nó xây một hồi là nó tuột ra khỏi cái gối luôn. Dạ. Yeah. Cần ạ. Bé này nhìn nó lanh nè. Dạ. Bé này là Út mà lanh. Út cưng. Út này Út lanh lắm. Còn chị hai ngủ mi li bì luôn. Chị hai ai làm chị hai coi. Chị hai dễ ăn dễ ngủ á. Út nên được cưng nhất rồi nè. Út mà lanh quá lanh luôn à. Thấy không? Được cưng nhất nè. Bỏ xuống khóc. Vậy mà cái chị lớn đó đó là chị chọi hơn đó. Lúc đi ba bé này là bao nhiêu ký vậy chị?
bé này nó sau lúc làm ra nó 2,1 kg nè, mà bây giờ mình có cân bây giờ là bữa họ bữa mà đi chích ngừa đó là cân nó được 2,7 kg 2,7 kg rồi ha. À, còn đứa lớn là xanh ký lô chín 50 đó thì nó được 2,8 kg. Vậy là bé lớn nó còn bé hơn giữa rồi. À, bé lớn nó trội hơn còn bé giữa thì bữa hổm không không nghe không có hỏi nghe nhỏ cháu nó nói mà quên hỏi nhỏ giữa là nó được nhiêu. Nhưng mà nó là đứa lớn phải trội hơn hai đứa kia. Trời nắng mà bá căng không à. Bữa nay là 49 ngày của mẹ của ba bé và cô chú anh em. Thì tiếng lên đây tiếng quay chia sẻ cho cô chú anh chị em. Ba đứa bé thì mắt thì nói chung ra là chưa có được thấy biết mẹ là ai. Rất là tội nghiệp luôn. Thì bữa nay là ngày 49 ngày. Cái giữa nó cái giữa có 2,5 kg rồi ha. Cái giữa tại vì bữa đó nó đèo hơn nó hay đèo hơn. Bữa nay chắc lên hết rồi. Là không có biết phân biệt bé nào là bé nào đâu. Nuôi mình hàng ngày rồi mình mới nhớ chứ hay là mình có nhớ đâu. Cái này hình như cái nhỏ nhỏ không nè. Nhỏ Út á. Nè chị Út nè. Út nằm viện. Nằm viện hết đâu cũng cả tuần. Bên nhỏ nhỏ này mình nằm viện đâu có tốn tiền hết á. Tại vì nó lúc mà có bảo hiểm thì có làm bảo hiểm, cái lúc mà mình chưa làm bảo hiểm thì tốn tiền nha. Cái lần sau này cái đi làm á thì cái kêu người ta ấy cho nó làm cây xanh không, mình kêu người ta ấy cái giấy bảo hiểm cho nó luôn. Rồi đi cái mình xách bảo hiểm nó theo thì không có tốn tiền. Chỉ tốn tiền thuốc, tiền ngoài gì đó 20,000 gì đó là rồi. Bữa nay ai bồng đâu mà lại giữ gì. Dầm giờ sớm bồng ngủ rồi giờ bồng nữa nè. Nhìn miết luôn ha. Bình thường mà năm bồng không à. Mà năm bồng thôi ha. Bình thường mà năm bồng không à. Bình thường mà năm bồng không à. Bây giờ bà Út bồng rồi. Vậy ha, chị Út bồng. Vì tư. Vì tư đúng không? Cười cái coi. Cười cái ông bà cô chú vui coi. Này nó uống sữa gì chị? Sữa gì Nam? Mấy bé này uống sữa gì? Nó uống sữa gì? Hình như là của Hàn Quốc thôi. Hàn Quốc hả? Cái đó không phải của Hàn Quốc. Cái đó là nhập sữa Mỹ hay gì đó. Sữa Mỹ ha. Có cái lon sữa để trong phòng. Sữa uống mấy bé này nè, không phải là sữa gì mà ngặt cái uống để ý nó. Coi nó chịu uống không. Nó hợp. Nó hợp mới được. Cũng có cho sữa đó. Chứ không phải nó sữa tốt mà ấy đâu. Đó, sữa hình như sữa đó nó uống hả Nam? Sữa này ha. Phải sữa đó không? Sữa em Ro gì em Famil gì mà. Em Famil. Famil mà. Là chứ mình uống sữa phải theo dõi bé cho nó thích nó hợp bà năm kỹ lắm mà nó hợp mới được chứ không phải nó sữa tốt rồi sữa nào đó sữa này của Abbott của Mỹ Abbott hay Similac sữa này của Mỹ nè đúng rồi mẹ hay giờ uống này hả giờ uống này không qua mấy đợt cũng đổi đó cái nó không chịu ha. Phải đổi sữa này nó đúng rồi. Sữa này dành cho bé thiếu sáng. Tại lúc đầu mấy sữa kia thì mấy bé này là sinh thiếu mấy thiếu. Mới có 36 tuần. 36 tuần ha. Thì có qua sữa này là để dành cho bé thiếu sáng. Cái sữa mẹ lúc đầu nó uống nó cũng bị tiêu chảy. Rồi cái đầu nó thôi để ấy lại để cho sữa nào lớp này mình phải theo dõi mới được. Đúng rồi bà Năm kỹ lắm. Ai mà pha sữa là bà Năm cũng phải nghe pha sao đồ bà Năm mới chịu á. Chứ nó dạng như nó thiếu tháng rồi mình rồi. phải kỹ nó giữ dần bà Năm kỹ lắm. Cô Út nè, cô Út cưng nhất đó. Cô Út là được cưng nhất, bồng nhiều nhất. Cái mặt sáng rỡ. Bữa đó sốt xong tới quay lại đi cầu đàn, nó cũng đỏ. Cái bắt đầu mới nói
nó chạy qua nó kêu, nó nói thôi bây giờ nó vậy thôi, giờ ổng đi bệnh viện đi chứ biết đâu có, nó còn nhỏ quá còn ổng đi bệnh viện thì là đi bệnh viện luôn, tối đi đó rồi. Đi bệnh viện mà ở nhà ai cũng hồi hộp hồi hộp rồi. Giờ chị hai chị hai giờ đâu đâu có làm gì ở nhà nuôi bé hả? Chị ba. À, chị ba. Chị ba. Mời anh như mời chị ba đi làm rồi. Chị ba nó đây 49 ngày rồi chị ba đi làm. Chị ba sáng đi chiều về. Rồi bây giờ ai ai chăm sóc ba bé này? Chăm sóc thì có bà Năm. Dạ Năm, bà Năm chăm sóc ha. Rồi chiều nó về, sáng đi chiều nó về. Còn ở đây thì không có nấu ban ngày thì ở đây mấy giờ chạy qua chạy lại. Còn bình thường có chị ba ở nhà thì để chị ba lo. Để cho chị ba lo đi. Chị ba đi làm tặng tặng cho mẹ một chiếc chiếc xe du lịch luôn hả? Đi góp ở trong đủ giữ luôn đầy đủ cho hả? Ở trong ở đây này là cái gì? Xe nè, giữ xe hơi ăn trước xe hơi ở trong có một chiếc tay ga nữa, bàn tủ thờ đầy đủ trơn, đủ hết trơn, không có thiếu gì hết, niệm mút rồi ở sau cũng có bàn ăn đủ chân nè. Đó. Đó, căn nhà hoành tráng không? Đó. Đó quá lành, cô Út nãy khóc ẩm là nỉnh thinh. Sáng này không chịu hồi sáng này cũng ẩm ra ngoài ngồi hồi ngủ ớ gì nhiều chuyện Út nè, Út nhiều chuyện nè, muốn là rồi, nhiều chuyện lắm mà ẩm ra trước nằm ẩm ẩm hồi cái ngủ chịu ẩm mà chứ không chịu nằm kêu mình ra rồi con. Hồi nãy cái ông vô ga lên mà ga này dạ đó rồi. Cái chị hai này ngủ là ai làm chị hai này ngủ thoải mái. Sao cái gì vậy? Cái vui vậy? Làm gì? Quá nè. Chị hai, chị hai. Đừng có sống ép một lâu. Chỗ đâu? Ôi đừng thiệu nó ngủ. Bảy khúc nít người kia. Mày sao không? Chú ơi, chú à, con nè. Nắm tay nắm chân nó thì được, đừng chịu không. Lên cái vào lính liền. Rồi ẩm, trở lại biết đòi biết đi chơi rồi. Vậy chứ ta nằm ở trong phòng hoài người ta buồn. Mấy tháng mới biết lập bà Năm. Nó có đứa à không? Đứa. Chắc đứa này nè. Đứa này nè nó lật. Lật nằm nghiêng mới hổm là ngủ là nằm nghiêng một bên thôi, tự lật tự là nghiêng bên. Dạ. Ngủ phải nó lật phải coi nó mới được. Thức giấc nó được không thôi nó chở qua không được đó. Đi. Nó bụng. Rồi đó bụng mà đó. Nó bụng rồi đó. Phương ơi. Tới giờ cho ăn. Tới giờ cho ăn cho bé ăn rồi. Kêu à, hai kêu Phương vô phải sữa giùm. Rồi vậy thôi để bà Năm phải sữa. Rồi tới giờ cho bé ăn rồi. Rồi xíu rồi chừng nào mà bà Năm cho bé ăn cho mình vô quay. Vô quay để phải sữa hả? Đợi xíu. Rồi, ra đi. Để thay tả phải sữa rồi nha. Dạ uống nước đi. Dạ dạ. Vậy thôi tiếng chào tất cả cô chú anh em tiếng kết thúc được rồi nha. Không ngừng cô chú anh em có thương tiếng cho tiếng một like được chia sẻ nha. Thì hôm nay là 49 ngày của mẹ của ba bé nha.